Bảo anh chào ở nhà nha. Đầu video chú khỏe cả nhà và cô bác từ xa. Anh xem video Bảo nha. Hôm nay cả nhà cùng Bảo trải nghiệm buổi nhấp cá lóc đồng hôm nay nha cả nhà. Ông anh mình phát hiện mèo rồng ở nhà. Giờ hai anh em mình đem mình câu ra nhấp cả nhà. Giờ mời cả nhà cùng theo chân Bảo trải nghiệm buổi nhấp cá lóc đồng hôm nay nha. Hai anh em đi chỗ mèo rồng nhấp cá lóc cho nhà xem cả nhà. Giờ tới mùa nhấp cá lóc rồi nhà ơi. Đấy nhà mặt hiện ổ con rồng nè cả nhà. Rồi anh mình thả mồi xuống. Bắt vịt gắn vô nhấp đó nha. Mới tám gì chú? Đó. Kỳ quá. Những cái nhà ơi. Quá hay. Còn cá chà bá đâu cả nhà ơi. Ngon lành. Cả nhà. Quá đã. Cá chà bá nè cả nhà ơi, coi nè. Cho đây qua cái chú ơi. Nè, chào bá đó cả nhà ơi. Ngon lành. Coi nhận 600g à. Quá đã. Này được hai cái chú. Cái. Đấy. Quá. Ngon lành. Vô. Còn được nữa chú. Còn còn nữa cả nhà. Tiếp tục gắn vịt vô cả, nhấp tiếp cả nhà. Còn còn cả đực nữa. Tiếp tục với nhai. Trời trời trời. Mới giận luôn á. Cá này không nhỏ đâu mà chú ơi. Nhấp này có lòng kiên nhẫn mà được nha cả nhà. Chứ năng nã nó không bao giờ dính nó được. Nó quá.
vô luôn nhà, nó không trả. Đó. Bơm gọng nó tiêu ra. Chú thò sát đây luôn chú, ngay chỗ cũ luôn á. Đây chú đưa vô vừa luôn nè. Rồi mà đến đây rồi nè. Đi ngược ra. Đó. Hay quá dính cả nhà ơi. Thả cho bả luôn. Ngon lành. Ngon lành. Ủa cá nó bự cả nhà ơi. Quá đã quá đã. Hay quá. Còn cá chào bá luôn cả nhà. Cái này cả nhà. Mê không? Ngon lành. Quá đã. Cá chào bá luôn cả nhà ơi. Cá chào bá luôn cả nhà ơi, quá đã. Vô. Con này cá ký không chơi ha, ký quá. Hai con chào bá rồi cả nhà, ngon lành, quá đã. Xong về được rồi đó. Về về thôi. Ngon lành cành đào rồi. Giờ anh em thủ về cả nhà ơi. Giờ anh em tặng người mới véo luôn cả nhà ơi. Nếu có nhà thấy hay đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký dấu về ủng hộ nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà nha.